Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, thôi xong rồi chất ơi. Đúng rồi, trời ơi, chẻo măng luôn. Nhỏ nó còn rồi. Nhỏ chứ bà đẹp ghê ghê bà. Rồi. Không, không, tao không đồng ý. Mày muốn lấy vợ là mày phải chia cho tao. Đi chụp hình rồi hả cưới. Mày đám cưới, trời ơi trời. Cưới thì cưới liền ta. Alo, lấy hai con xèo cho chị chất kìa. Nèm qua. Vậy kêu bánh xèo cho anh ăn chi nữa chất. Kêu anh ăn, chồng tao lấy cho mày ăn. Mai anh đi với người khác rồi, anh ngủ với người khác rồi kìa. Nó được ở vòng dài đó. Thôi hồi vòng dài. Thì ta nói về bà ảnh rồi. Cho chơi cho dập nát hết đi. Mai mời em thiệt á, em đi em quậy em coi thử coi cô dâu là ai mà. Thôi mày lên đó mày quay nữa, mất công nữa, cô dâu tao đã biết mặt rồi, mày qua lên đó mày quay nữa. Mời là Sơn Ngà thôi, đem thiệt thôi, mời là Sơn Ngà. Trời ơi. Mà đi sao coi cho được được nha, Sơn đi ba thân nặng nặng nha má. Cho miếng khăn giấy thôi. Trời ơi. Đám cưới nó ở với mày đâu. Mày ở cầu Sài Gòn á. Tối về Phú Mỹ Hưng ngủ, đi ngủ nhà ảnh với ai. Thôi thôi. À, làm đám cưới cầu Sài Gòn về đâu nhà mà ngủ. Quận Bình Thạnh à. Về Phú Mỹ Hưng ngủ chứ ngủ đâu, hỏi về nhà ảnh. Mở khôn quyết dự của gỡ nhà, à, hoặc gỡ tài khoản, không cho để nhà. Mất công á, bỏ cú bỏ đồ, này xong nó lấy cú này. Chồng tao nó biết hơn tao, nó học cao. Chất ơi, chất nhìn mình lại đi. Ảnh là lấy vợ thì vợ ảnh có quyền quản lý, chất bây giờ hết quyền ưu tiên. Ok chưa? Không có lấy vợ, má lấy bê đê không nè. Bà, bà giải mặt bà, mày bà bê đê. Trời ơi, trời ơi. Chứ vợ đâu đưa giấy tao đọc tao biết à. Trời ơi. Giờ vẫn còn mán tin. Rút mặt cũng để mũi. Thôi mai có đi không? Không. Con chở đi theo con theo dõi luôn. Con coi nhỏ đó. 40 bàn. Đại 40 bàn. Tốn tiền nhiều mà anh. Tiền không quan trọng, bây giờ người ta cần tình. Khi tình yêu đến, chúng nào mà. Bạo lực lắm. Ta yêu nhỏ bè, nào mà lấy nó bè. Rồi là đồng chú quân à. Bể vợ này hối hận lắm á. Ta nói thiệt này á. Người tình trong mộng mà còn chịu không nổi nữa, mai là trôi cái nợ đó. Người tình trong mộng mà nghe. Bà chết ơi, bà thay vì tôi có vợ bà mừng cho tôi chứ mất chứng hơn gì đâu mà bà. Trời ơi, mày lấy cũng được nữa, tao còn mừng cho mày bớt dặm chân, bớt nhậu. Bao lâu mày mê nhậu còn không mê vợ, mày nói mà. À, tao mê vụ chứ, mê vợ. Kỳ quá chết ơi. Chút rồi đáng quá, trời ơi, trời ơi. Có mua cô giả qua cầu không? Thôi, bây giờ xài hàng giả. Thôi, giờ có lời gì cuối cùng nói với ảnh đi. Nhiều khi bây giờ ảnh có vợ, vợ ảnh quản lý không cho quay nữa đâu. Ờ, không cho quay nữa đâu. Giờ nói gì nói đi, cạn trào ráo máng rồi đó. Chừng nào đi Mỹ ơi, tao còn sống đây thì nó lấy con nào lấy kệ nó. Cũng quay, quay vậy chứ hay gì? Bình xưa nghĩa cũ cũng đến là đến nè. À. Tự tin quá. Ờ, thì có tôi mới đi chụp hình cưới về nhìn vợ tôi cũng muốn nứng bà hết tắt nứng luôn. Tắt đi con mừng nữa. Đâu hình vợ mà đâu đưa coi mày. Đưa. Để mai cho bà Sơn mới đi bà về bà điện tả bà chụp hình cho bà coi. Trời ơi. Thôi cho bà đem đó nha. Ở đây gần bà lấy cây quất nó cùi nha. Nó bóc phốt về. Đem đó là đem gì? Đem cân hôn, chắc nó đèn nhỏ đó, chắc quốc ghê lắm. Bóp cũng đã, nhỏ chuyện nổ cốc luôn. Đêm 7 ngày 3, ừ. Ra vô. Đảm mày, nhỏ ốm mà mập, mập như tao không? Ốm. Ừ. Ốm mà, cao giáo không, gái thiệt luôn hả? Nhạn nhỏ đó đâu? Bà hỏi điều tra chị Mỹ vậy? Nhạn nhỏ đó đâu? Để cho bà con mình cưới nè. Trời ơi, chấn động luôn. Rồi chết rồi. Phút này chắc chất xỉu quá. Xỉu quá cho nó bớt ăn nhậu. Và đỡ âu lo, nó chuyển về chửi đâu. Rồi. Rồi chết rồi, tới con chuyện. Có khi nào lát hồi bán cái số không nổi không nào?
Vậy má không nổi trời. Bộ nghĩ sao em có vô cái tâm trạng đó em biết. Em biết chứ bộ, em vô rồi. Trời đúng trời không? Chứ đâu có ghen đâu, chỉ chữ lúa thôi. Thôi gì đó, lúa đầy là được đúng không? Cắt lúa, cắt điện luôn rồi, còn cái gì nữa. À, có vợ được nha, đừng cắt gì của tao nha, chết luôn á. Từ má ơi, má con đang trả lời điện thoại người ta, giờ mới mở ra nè má. Trời đẹp trời quá. Cái gì mà nôn nóng dữ vậy? Ê, 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 ê. Theo cao đứa nào theo cao cô đứa, đúng rồi đó. Chẳng là con theo anh Tuấn Nguyễn theo chức làm gì trời. Anh Tuấn Nguyễn dù gì anh cũng có tiền, chức có cái gì. Nhìn lại đi. Đó, anh đang nhà đám cưới trong động phòng cho quay nhẹ bóp nhỏ nhẹ con nha. Bóp chào công ngôn gái trốn luôn á. Ở trên mạng hả? Nhẹ nhàng thôi. Hỏi làm sao mà không cho quay anh Tuấn Nguyễn không cho quay kìa, chứ trả lời đi. Lấy nhỏ đó quận Bình Thạnh. Dạ. Cầu Sài Gòn. Trời ơi. Trời ơi, quận Bình Thạnh là đủ. Nghe tới là tao muốn giọt trốn. Toàn là dân Lăng Ông bà chịu không á chứ. Trời ơi. Cái còi mà tao nắm ở dưới là nó chưa có da cù đó. Tao nói cho mày biết từ chị Ke có điện tim. Một ngày mà tao chống mặt với công an tao muốn chủ tịch. Có khi nào mà ảnh lấy lầm người không ta? Trời ơi, nó ăn chơi nhiều sành sỏi chứ lầm gì. Nhưng mà xỉn quá, thế nào nhỏ nó cũng gom của bỏ. Lúc đời đàn bà nó ghét ăn nhậu nhiều lắm. Chứ chất lấy ảnh chứ có bỏ không, chứ hứa đi. Bỏ gì, tao đang thương mà sao tao bỏ. Rồi sau này, lỡ chứ hết thương rồi. Ờ, hết thương dù nó có vợ tao quẩn hơn. Bây giờ đi mời trăng cưới đi, nhưng mà phải có ơn trần trăng. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, thôi xong rồi chất ơi, trời ơi, trẻ măng luôn. Ờ, nhỏ nó còn rồi. Nhỏ chứ bà, đẹp ghê ghê bà. Trời ơi, thiệt. Thôi rồi, nhỏ xong. Bằng con bé bé cháu cùi á. Ta có tiền, ta có quyền khám phá. Thôi nhỏ rồi, quần Bình Thạnh á, nhỏ đẹp chứ dễ thương. Nhỏ đẹp chứ. Không ạ, sao? Mắt nó sao nó mở vậy anh? Tôi đặt xuống. Ôi trời. Mặt nó không mở. Ôi, đẹp gái quá chứ rồi. Được rồi. Nó nhỏ nhỏ thôi mà chơi hết thôi. Chơi quá với bóp kiểu như vậy là chết nhỏ đó. Trốn luôn đó. Chết ơi, chứ tuổi gì. Nhỏ này quá còn nhỏ đó. Rồi, 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 trên 18 chết. Tuổi là được rồi. Không có nó bị gì đó. Này cũng nhỏ còn nhỏ lắm. Trời ơi. Nghĩ sao anh lấy nhỏ vậy trời. Lấy nhỏ mới xứng mày khùng hổ. Chứ ảnh giờ đâu có già đâu mà sợ. Giờ chết tuổi gì. Lấy nhỏ đó tuổi gì anh? Mèo. Mèo nè, mèo lớn mà đang trống nè. Trời quá trời hình cưới luôn kìa. Lấy nhỏ đó tuổi gì anh? Xuất sắc luôn. Chụp biết bao nhiêu con. Trời ơi, nhỏ đó cũng 98 nữa hả? 98. Trời ơi, trời. Ba này lấy tàn là cọp không vậy trời. Hợp trời với tôi cọp, kiếm cọp lấy không à. Không biết cọp cái hay cọp gì đây nè. Cái cưới à. Giờ cứ mấy sinh nhật tao dắt nó lại đây nè. Thôi. Sao vậy? Sinh nhật tàn ngang sinh nhật của tôi nữa mà. Tôi đâu có đi được. Tặng quà thôi. Không có đâu, trước bữa tao dời rồi. Ba cũng dời nữa mà. Trời ơi. Bây giờ ngay ngày chủ nhật mà. Trời ơi, vậy là ý ảnh là anh không muốn đi ăn sinh nhật của chất. Bây giờ cạn tình ráo máng luôn rồi. Con nói thiệt. Đau lòng ghê trời. Biết bao nhiêu năm quen biết bây giờ cạn tình luôn, đi sinh nhật cũng không đi nữa. Thua. Ăn sinh nhật tao sao tao đi? Ủa bên đây người ta dời trước ngày rồi. Để né sinh nhật anh rồi anh còn không đi nữa. Dầu gì không thương tôi cũng phải nể chút tình chứ trời. Ờ, không thương cũng không nể chút tình luôn, thua luôn. Má là gì tôi khóc bây giờ á. Cạn tàu ráo bán. Anh làm sao gì tôi khóc bây giờ. Ôi, sao làm cho mình nhìn tôi chứ thế trời. Mà làm gì tôi cũng giết cái da mà giết tôi vậy. Thôi hồi. Trời đất ơi. Giờ là chuyển qua kẻ thù luôn chứ không phải là tình bạn, tình yêu gì nữa. Nhìn giống như ăn tôi tươi nước sống vậy đó. Trời đất ơi. Trời ơi. Thì quay con cặp mắt của bà kìa thấy ghê quá ông Trần ơi. Ôi khóc hay là cái gì hay là nhìn muốn ăn tươi nước sống. Ờ, không nói lên lời luôn, vậy mới nguy hiểm nè.
im lặng mới là nguy hiểm, còn mà nói ra là không nguy hiểm đâu mọi người. Bữa đó ngày mai con chở chức ra ngay chỗ đấm đó quậy tấn bưng cho con, không có khùng. Mình phải hỏi lý do đàng hoàng. Lý do gì nó lấy vợ bựng cho nó bớt ăn nhậu, ta đỡ âu lo. Mỗi lần nó nhậu là ta giàu lên. Nguyên đêm ta hỏi ngủ. Ta nói trong điện thoại. Anh Khoa! Thôi đừng kêu nó chối đi đi. Nó ghé đây nữa giờ. Trời tối à, hôm qua 2 ngày quậy ở đây cân bằng. Nhỏ đó anh quen đâu chồng bà hả? Quán đâu à anh? Sao đẹp gái dữ rồi trời. Trời ơi, hàng của ta mới vậy. Trời ha. Hàng của ta. Vậy là bây giờ anh chê bà chất không? Anh nói hàng của tao cũng vậy. Rồi bà chất là cái gì? Bà chất chỉ là một là đưa vào hàng mà gọi là hàng đưa vào lãnh cung á. Trời trời. Là có nghĩa là giam mấy cái người ở trong cung á chất hiểu không? Hết thời bắt đầu người ta vô cái chỗ đó người ta giam vào lại ở trong cung á. Rồi hết thời chứ coi. Nhiêu vậy mẹ? 2 triệu. Em 2 triệu nữa có nha. Có 500 của bà chất với con. Có đâu nghe. Mai để tiền đám cưới, lo để tiền đám cưới, đã ngày mai thu tiền đám cưới mới có tiền trả lương lận. Trời ơi, cả trời cả nghỉ một tuần nay. Chuyển con 1 triệu là mơi cứ bậy rồi. Giả vô mặt mày và cứ vợ kệ mày. Tao mừng cho mày. Mai, cầu mai. Thôi. Cho em triệu này nè. Chủ nhật là sinh nhật tao rồi. Tiền đâu em chạy nghỉ cái tuần mai rồi đó. Để mai trả tiền bếp ga cho nó nè. Mai đám cưới tôi rồi. Dạ hai sĩ nha chất. Mời đám cưới à, anh thì đám cưới rồi. Anh con triệu em thôi. Ăn nhậu đi ba. Cả mấy chục triệu uổng để cho vợ mày đi. Thôi vợ con 27 tuổi rồi má. Đâu trẻ vậy chỗ. 27 người ta có tiền có bạc. Không mình trẻ hả 27 mình trẻ đẹp ghê trời. Tồi ghê. Hai như bà chất nhìn mắt ói. Cái bạn có việc chờ bà chất à. Lúc rồi còn gì nữa. Vì tôi đã buồn. Đưa cho bà 1 triệu đi chuyển luôn rồi đó. Ủa vậy mà không thương cũng nghĩ giúp tình cũng cho tiền nữa trời. Tôi lên mà. Cảm ơn ảnh thì cảm ơn ảnh. Đi qua tôi nhỏ đi. Làm bên trái làm bên trái. Thôi đừng kêu, đừng kêu nó đi vô. Nè cấm nguyện nè. Thôi đừng kêu. Đưa hiệp đám cưới. Cái kiểu nó vô đây luôn. Em là em quay Khoa không quay anh. Anh đám cưới xong mặt xuống em coi mặt nha. Cho em đỡ buồn nha anh. Nha. Tiền vô tiền vô. Nha anh. Thôi tôi mới dắt vợ tôi ra gặp bà đâu. Chứ anh chị. Cho gặp bà nói bạn với bà mất mặt người ta sao. Mày đặt ra tao coi coi mặt coi tao làm gì mày. Mà chửi con tao ghen lên mà chửi sao? Ghen lên mà chửi sao? Rồi vợ tôi nó nói nữa bà khùng nữa rồi nó đưa bà lên ta ta một chuyện ngáy nữa. Viện hầm 92 192 hầm tử nữa. Còn không nói lên lời luôn. Mai có bà Sơn mới biết mặt nè. Về chụp hình đưa cho chết coi lúc đó ối à máu. Nãy đông không có mờ bà. 40 bà. Có 40 bà. Có mờ bà không? Có mờ hết luôn. Tao em nữa mà. Nha. Thôi. Em đi nữa đó. Tao cho mày mà. Thôi bà đi bất công bà ấy lắm bà ơi. Có đi mà làm gì ấy. Bà đi bà có tiền không? Có. Bà có thương nhiều. Trăm. Trăm thôi nhà đi mẹ. Còn cái ghế người ta nghĩ sao nhà hàng bỏ 100 chất. Ít nhất là bây giờ mình làm lớn là mình phải làm láo. Ừ, làm lớn là phải làm láo. Ít nhất bà đi phải 5 triệu. Đó vậy tao mới nể. Bỏ 5 triệu ra tao. Ê, đám cưới xong nhớ sinh nhật tao nha, hay quên tao quýnh má nhìn nổi da luôn á. Thôi, tôi nói cái đất đó tôi có vợ rồi, nhưng khi vợ tôi nó đi chơi rồi tôi không biết sao. Tôi phải ở nhà chứ. Giờ vợ nó cho đi thì đi, cho đi ở nhà. Nó nghe lời vợ quá. Ta có vợ rồi, vui ra bà làm gì. Trời ơi, nghe sét đánh ngang tai. Ê, có vợ vẫn còn nhớ có tao nha. Ở em thiệt luôn hả? Sinh nhật em nhớ đi nha. Không có đề quá. Nghe nhạc. Nhạc chính là quyền đó. Cái gì sinh nhật tao mày cũng đi nữa hả? Không. Mày đừng giỡn mặt tao mày hứa nha.
sinh nhật bà ngay ngày sinh nhật của tôi nữa, là tôi phải ở nhà, tôi phải đi sinh nhật của tôi với vợ, tôi phải làm sinh nhật chứ. Có gì mà qua Phú Mỹ Hưng đi. Còn đâu biết Phú Mỹ Hưng nằm đâu. Còn biết, con chở chiếc qua. Sinh nhật em, anh nhớ qua nhà xong rồi anh về sinh nhật anh. Chất ơi, chẳng lẽ bây giờ mà chứ còn luyến tiếc nữa hả? Anh nói cạn tàu đấu máng, còn luyến tiếc cái điều gì nữa trời. Người ta bỏ mình thì mình bỏ người ta, buồn vui gì trời. Sợ gì? Vui mừng cho nó. Mà sinh nhật tao lỡ qua, nó muốn cưới con nào cưới, muốn lấy con nào lấy. Ủa không có liên quan qua chị. Là nó có quyền. Mà quan trọng điều tra nhà cửa nhỏ mấy con, gia đình nó mấy người quan trọng á. Thôi chi vậy trời. Thôi chi vậy? Trời phải để ý chứ, khờ buổi giờ nhí nhí đồ của chồng ta luôn làm sao. Đâu biết được. Lò quá. Thằng này lo đi làm ăn với ăn nhậu hoài. Tao nói thiệt mà nó ăn nhậu hoài mà nó không có con kén. Tao nói thiệt mày nhỏ đó bỏ, nó lấy quá còn nhỏ. Lấy quá nhỏ, lấy lớn tuổi người ta còn chăm sóc. Con mẹ ông chi nó đó, mẹ nó mới dễ thương. Ủa, rồi quay qua xàm rồi đó. Ông tưởng ta lấy vợ, ta lấy con nữa. 27 tuổi, 28 tuổi, còn gì nữa, còn chê nhỏ nữa. Lẽ giờ lấy nhiều, lấy bà già với bà vậy hả? Không. Ôi trời. Tao già, tao có dáng đóng thuyền nhiều lắm, mối lộng mộng nhiều, giống mày vậy đó. Mộng lối nhiều. Nhưng mà lấy ai cũng lấy, nhưng mà tiền cấp dưỡng vẫn cấp cho em mỗi tháng. Không dám đâu. Hồi. Anh phải thương em. Không dám rồi má. Nói gì về nói với vợ, bà này là chị nuôi tôi nè. Trời giờ chấp nhận làm đứng đứng phía sau sân khấu luôn. Đứng sau hậu đài. Rồi bây giờ nè, nếu mà chấp nhận làm chị dâu. Nhớ quay phim nha bà Trân. Bây giờ chấp quay nhận về cho tôi nha. Chấp nhận chị dâu rồi, tối ảnh vô anh đồng phòng chứ đứng ở ngoài đồng phòng rồi chứ sao. Phải chở tôi đi. À đúng rồi đó. Anh đúng miệng rồi. Thôi bây giờ anh quản cái đám cưới anh lại. Em thấy không có ổn đâu. Em mà chở bả lên quậy là công an tới là gắn chịu đó. Em nói trước cho anh nghe vậy. Tao đâu cùng nó lấy vợ, tao mừng cho nó. Tao đâu cùng nó tí. Cái gì tí má? Rõ rồi bà chết rồi. Tao đâu có cùng. Đi đâu đi, miễn á một tháng cho em 4 triệu, tầng cho 1 triệu. Bữa đầu 8 triệu, con chịu, con nói thôi 4 triệu rồi nó tiện. Trời ơi. Hay anh nuôi con tới chị. Thôi đơn giá rồi, con nói vậy đó. Thôi, không được, không có đâu. Nhiều khi 1 triệu, 2 triệu còn chưa có, đừng nói 4 triệu. Rớt rồi, rớt rồi. Đừng để máu chảy về tim nha. Đợt này là chức tự lực kháng sinh rồi. Tự lực kháng sinh đi, bây giờ có vợ có con rồi lo vợ con. Chứ đâu thì ông đâu rảnh đâu nữa, đâu có vợ, đâu có thời gian rảnh ra nhậu với bà Sưng. Đâu biết được. Trời ơi, mày nhớ con mày xuống mày ăn nhậu bà Sưng. Kỳ này là con phải theo tới nhà ảnh, con nói thiệt á. Để theo con gì vậy? Nó con về. Có giá, mình muốn về mày. Không cho theo luôn. Hôm bữa thì kêu Hơn Trần mày ngu quá vậy, mày phải theo nó, mày coi điều tra nhà nó ở đâu. Bây giờ là bắt đầu Ôi điều tra gì tao biết trời. Hai cái cổng đưa giấy chứng minh dân vô. Ở nhà của Nguyễn đâu. Trước cửa nhà có cây bông giấy. Qua trạm là có bảo vệ. Đó. Xe thì nó để ở ngoài. Nhà tôi có cây bông giấy nữa kìa trời. Sáng thì có mẹ ông chi của Hàn Quốc của nó. Phú Quốc. Sáng ra cặp thể dục quay bả giống cúp bê vậy à. Thấy mày quay người bả giống cúp bê coi nè. Cái gì cũng biết hết ta. Anh có nguyện. Không ấy bây giờ em hiến anh kế nè mà anh dẹn được hai đường luôn. Bây giờ anh cưới vợ, cưới vợ. Bây giờ đem bà chất về làm oxy. Chịu không? Thôi anh có mà. Thôi. Tối tự nhiên đang đụng. Từ lấy gì cỡ mình nhổ mày. Ôi trời ai chứ bà chết dám có đã đụng cửa bà ngõ cổng. Chứ bà có mà. Bà ngõ cổng khóc kìa bà cắp một cầm dao thái cái nè. Trời ơi dao gì, cái dao bây giờ dao lột gì mà cắt chúng nha mày. Ôm vô đi. Ôi bà, ôi bà khùng chứ không khùng gì. Tao không có khùng. Từ ngày gặp mày tỉnh nhiều rồi. Không có khùng. Mày bơm máu cho tao mình lo tao, tao không bớt khùng. Tao bớt đi hoang. Hồi chưa có mày tao đi sáng đêm mà không. Còn bây giờ tao có nói ca nào cũng gọi tao hết á. Còn bây giờ có thì sao. Bây giờ có tao mới ngừng bước với mày.
Còn bây giờ mất thì sao? Mất thì đánh mất, đi bơ, đi bớ. Ừ. Có cần này được chồng qua cho tiền được rồi. Thôi không có đâu. Giờ mai có đính chính là với thằng Trần lại là thôi nha, tới giờ coi như là hôm nay thôi, chứ còn nếu mà từ mai đám cưới rồi thì tiền bạc giờ vợ giờ nó quản hết rồi, đâu có tiền đâu mà lù. Không, không, tao không đồng ý. Mày muốn lấy vợ là mày phải chia cho tao. Có khi tao gần chết rồi tao về tao đổ cho mình mua thêm 6 căn. Đêm nào tao cũng giấy ba má tao một phát cho mày mặn ra. Mày lại gì kia cho mày. Là cái gì mày kia cho bà? Tao là chị mày. Dạ nhân chị. Mày bây giờ đi lấy vợ rồi. Thôi thôi. Mốt mặt đầm với ông chạy đi quay về. Đợi nó cưới vợ xong rồi chở ra quay lại ngoài đó. Mày sẽ coi một ngày mặc đồ tới 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 đẹp không? Anh chết thành văn, em cũng chết thành văn. Anh chết cái gì em có cái này. Chết gì nụ cười. Ôi thôi mày cắt đi hơn Trần ơi, mày dừng, dừng lại đi. Cho bà nói chuyện này không để lát bà tức mà mày, mày quay hoài bà tức lên đó. Rồi cộng đồng mạng vô nói bà nó ta bỏ bà đúng rồi đó. Bà Công nó vô nó cầm len vô rồi mình nó nói đúng rồi đó. Bà Công nó khổ vũ nó đó mày ơi. Bây giờ nè, hỏi nè mọi người nè. Bây giờ anh Tấn Nguyễn bỏ gì chất đúng hay sai? Mọi người comment nha nếu anh Tấn không Nguyễn. Không phải là bỏ, cần yêu thương chia sẻ nỗi niềm đau của mọi người. Mọi người có cái cuộc sống khổ đau khác nhau, tình đến tình đi, không phải là tình, cái này là nghĩa. Hồi đó hả, chưa biết nó có đi sáng đêm ngày nào cũng đi. Còn bây giờ? Bây giờ mới biết nó giàu là dừng bước nhiều rồi. Nó còn... vợ ta còn dương lên lại. Còn sau này? Nó tàn sát mấy đàn ông đại gia. Còn sau này? Sau này anh bỏ là sao? À, tao phải nói nè, chừng nào anh có tất cả giống Tấn Nguyễn nó đến với em được. Mà bây giờ anh Tấn Nguyễn còn em nữa đâu? Đẹp nhưng mà em đọc. Anh Tấn Nguyễn còn nữa đâu, anh theo vợ Nguyễn anh rồi. Lấy vợ, dán đóng tiền. Tiền cặp bến nhiều kệ nó. Ăn chơi đỏ đài cũng kệ nó, mừng cho nó. Quan trọng gón ghén, cưới ai về đừng làm bậy bạ con tên nhiều. Tiền đó vẻ bớt ăn nhậu lại, gón ghén đi mua nhà. Mai mốt đi về nước ở bển rồi. Ba tháng, sáu tháng trời ơi, mua nửa má, mấy thằng tao vô duyên treo buồn lũ. Cậu cho nó có nhà nghèo, đời nó hạnh phúc, nó bớt á, đi chơi nhiều, nó bớt nhức đầu. Để ăn chơi đỏ đài quá, cưới vợ đẹp phải biết nâng niu ngọt ngào nữa. Phải về nói là cục cưng ơi em. Trời ở nhà mất số điện thoại ra điện cho vợ nữa kìa. Em khỏe chưa, tại nó điện ai điện. Trời ơi mất số điện thoại gì dằn mặt chết cái gì gọi gì nữa gọi trời với vợ kìa. Chơi ai cũng được nữa. Thôi chết rồi. Anh có gọi đâu không, anh gọi anh gọi đây chết nè, luôn. Tôi đi bán tối khuya về được máy cho con nhìn nụ cười nữa. À, con ngủ con quay cái nó